Trong ngày đầu tiên của tuần mới này, hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018. Và chắc chắn ngày đầu tiên của tuần mới sẽ không thể thiếu được những thông tin mới, những kiến thức mới và cả những nguồn cảm hứng mới để một tuần của chúng ta sẽ diễn ra như mong đợi. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chúng tôi. Những tin chính trong chương trình Cà phê sáng với VTV3. Làm thế nào để thu nhập của chúng ta sẽ tạo thành tài sản thật sự, tiền sinh ra tiền? Quý vị và các bạn đang sở hữu những gì ạ? Bạn có thể có xe, có điện thoại đời mới nhất, có tiền, có rất nhiều những thứ khác. Nhưng những thứ nào trong số đó có thể được coi là tài sản? Và để trả lời cho câu hỏi này, chuyên mục ví tiền của bạn ngày hôm nay đã mời tới trường quay một vị khách mời rất đặc biệt. Xin giới thiệu chuyên gia Phát Lê Thành Long đến từ tổ chức nghiên cứu và đào tạo AFA Research and Education. Chào anh và rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình trong ngày đầu tuần ạ. Xin chào khán giả, xin chào Minh Hà. Vâng ạ. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình, vì sao chúng ta cần phải nắm rõ khái niệm tài sản thưa anh? Đối tượng của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hướng đến những người trưởng thành. Ví dụ như những người làm nghề kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ hay là những nhân viên văn phòng. Và họ ở độ tuổi ngoài 30 và lúc này thì họ bắt đầu có thu nhập và có tích lũy. Và vấn đề ở đây là chúng ta sẽ giải quyết là với cái thu nhập như vậy thì họ sẽ phải chi tiêu như thế nào để đảm bảo rằng là họ kiếm được tiền và tiền tự tạo ra tiền. Vâng ạ, làm thế nào để những khoản thu nhập của chúng ta sẽ tạo thành tài sản thực sự, tiền sinh ra tiền? Mời quý vị cùng đến với những hình ảnh này và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây ạ. Trước khi Microsoft có bộ Office và trước khi có cả Windows, chúng ta biết đến một hệ điều hành nổi tiếng có tên MS-DOS. Câu chuyện là vào năm 1980, anh chàng Bill Gates nắm được thông tin là hãng máy tính IBM đang cần một hệ điều hành, nên anh đã thuê một người tạo ra hệ điều hành MS-DOS. Bill Gates đã trả cho người đó 75.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, anh lại bán lại cho IBM với giá chỉ 50.000 đô la Mỹ và đổi lại Microsoft có quyền bán hệ điều hành MS-DOS cho các nhà sản xuất PC khác. Nhờ vào sự kết hợp với IBM, phiên bản DOS của Microsoft đã thành công vượt bậc, góp phần trực tiếp tạo ra cơn bão máy tính cá nhân trong suốt 3 thập kỷ 80, 90 và 2000. Và sau đó, đế chế của Microsoft đã được sinh ra, mô hình kinh doanh cấp phép cho cùng một hệ điều hành cho nhiều nhà sản xuất PC đã cất cánh, và ngành công nghiệp máy tính phát triển mạnh mẽ. Anh chàng Bill Gates chấp nhận rủi ro với thu nhập mình có được để tạo tài sản một cách thông minh. Năm 1995, Bill Gates trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Làm thế nào để tài sản lại tiếp tục tạo ra tài sản tiếp theo? Đây có là cách hiểu đúng về định nghĩa tài sản hay không? Anh có thể giúp các khán giả của chương trình có được một định nghĩa hoàn chỉnh, ngắn gọn và dễ nhớ nhất ạ. Tài sản có thể được định nghĩa rằng là tất cả những cái thứ gì mà mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Có nghĩa rằng là tài sản phải sinh ra được tiền. Ngược lại thì tất cả những cái thứ gì khiến cho chúng ta phải chi tiền thì có nghĩa rằng nó không phải là tài sản. Mà nó là tiêu sản ạ? Chính xác hơn nó là khoản nợ. Khoản nợ của chúng ta có nghĩa rằng là nếu chúng ta mắc một khoản nợ có nghĩa chúng ta phải sử dụng tiền của mình để thanh toán những khoản nợ đó trong tương lai. Tôi lấy ví dụ như nếu như chúng ta mua một cái xe ô tô, nếu chúng ta sử dụng cái xe ô tô đó cho mục đích cá nhân, có nghĩa rằng hàng ngày chúng ta sẽ phải chi tiền cho nó. Chi tiền để đổ xăng, tiền để sửa chữa, bảo dưỡng, rồi phí cầu đường, rồi phí đỗ xe chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó thì chiếc xe nó như một khoản nợ của chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta sử dụng cái xe đó cho phục vụ cho cái việc để tạo ra tiền, ví dụ như đưa vào kinh doanh, hay là một số bạn trẻ thì sử dụng ô tô như là để chạy Grab chẳng hạn, vâng ạ. Thì cái ô tô đó có thể được coi là tài sản. Vâng ạ, vậy thì bài toán được đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể phân bổ thu nhập của mình một cách hợp lý để lại có thể tiền tạo ra tiền như chúng ta vẫn đang nói ạ? Ở đây thì tôi có một cái đạo cụ rất là hay, đó là một cái giỏ trứng. Liên quan đến câu nói không cho tất cả trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Đúng như vậy. Thì ở đây nếu như mà chúng ta có thể thấy rằng là ở đây tôi có một cái giỏ trứng như này. Có nghĩa rằng là chúng ta đang có tất cả thu nhập chúng ta đang bỏ trong cái giỏ này. Trong trường hợp nếu như chúng tôi nhỡ tay mà tôi đánh rơi cái giỏ này thì lập tức rằng là toàn bộ cái số trứng trong giỏ có thể bị vỡ và có nghĩa rằng là cái toàn bộ thu nhập của chúng ta có thể bị mất. Như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể bảo toàn được cái giỏ trứng này, có nghĩa rằng là bảo toàn được thu nhập của chúng ta một cách tốt nhất. Thì ở đây tôi có rất nhiều các cái giỏ trứng khác. Những cái giỏ vơi vơi hơn đúng không ạ? Đúng như vậy. Và công việc của tôi đó là nhặt trứng bỏ vào các cái giỏ này.
bỏ vào các giỏ. Tại sao chúng ta lại nhặt trứng để bỏ vào nhiều giỏ như vậy? Thì đúng nguyên tắc cơ bản nhất của tài chính đó là không bỏ trứng vào một giỏ. Không bỏ trứng vào giỏ có nghĩa rằng là chúng ta cần phải đa dạng hóa các cái khoản chi tiêu, các khoản đầu tư của chúng ta. Thay vì là chúng ta chỉ tập trung vào một loại tài sản thôi. Vâng ạ. Đấy là mục đích thứ nhất để tránh cái rủi ro liên quan đến chuyện là mất mát thu nhập. Vâng ạ. Tuy nhiên cái mục đích thứ hai quan trọng hơn rất là nhiều. Đó là với cái khoản thu nhập chúng ta hiện có thì chúng ta làm thế nào để tối ưu hóa cái lợi tức thu được từ các cái khoản thu nhập đó. Tôi lấy ví dụ ở đây cái giỏ trứng đầu tiên đó là tiền gửi tiết kiệm. Cách mà rất nhiều người vẫn đang làm đúng không? Đúng như vậy. Nếu như chúng ta bỏ toàn bộ cái thu nhập của chúng ta vào cái tiền gửi tiết kiệm này thì lợi tức thu lại một năm chúng ta rất là thấp. Và thậm chí là âm nếu trong trường hợp như là lạm phát nó cao hơn lãi suất tiết kiệm thì thu nhập của chúng ta bị âm. Nhưng mà đây có lẽ là phương án an toàn hơn tất thầy nhớ phương án của Đúng như vậy. Thế ngoài cái phương án an toàn này ra thì chúng ta có rất nhiều các phương án khác kém an toàn hơn nhưng nó lại mang lại cái lợi tức kỳ vọng hơn cho chúng ta, có nghĩa rằng là có khả năng mang lại được cái thu nhập tốt hơn. Tôi lấy ví dụ như là trái phiếu, ví dụ như là cổ phiếu và bất động sản. Tuy nhiên nếu như đầu tư vào những cái tài sản dạng như thế này rủi ro cao hơn thì chúng ta có thể cần một cái nguồn thu nhập tốt hơn và có khả năng tích lũy hơn. Ở đây tôi có một cái loại tài sản nữa đó là vàng và ngoại tệ. Quý vị có thể thấy. Vâng ạ, rất là nhiều những kênh đầu tư khác nhau đúng không ạ? Vậy thì lại một bài toán tiếp theo được đặt ra là với từng cá nhân thì họ nên lựa chọn lĩnh vực nào để đầu tư ạ? Một cái khái niệm rất quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân mà tôi giới thiệu ở đây đó là khái niệm về phân bổ tài sản. Làm thế nào để một người trưởng thành có thu nhập tốt và có khả năng tích lũy có thể phân bổ cái thu nhập của mình vào các cái lớp tài sản khác nhau. Ở đây chúng ta có 5 cái lớp tài sản cơ bản được xếp theo các cái thứ tự khác nhau và cái mà mức độ rủi ro rất là khác nhau. Tiền gửi tiết kiệm là mức độ rủi ro thấp nhất. Sau đó đến trái phiếu, đến cổ phiếu, đến bất động sản, đến vàng, đến ngoại tệ vân vân. Thì theo đúng nguyên tắc đầu tư thì chúng ta có một số cái nguyên tắc cơ bản như sau để có thể phân bổ cái thu nhập của mình vào 5 cái giỏ này. Nguyên tắc thứ nhất là liên quan đến chu kỳ của nền kinh tế. Trong một số trường hợp nếu như mà nền kinh tế đang rơi vào tình trạng lạm phát cao thì người ta sẽ hạn chế đầu tư vào cổ phiếu. Bởi vì lúc đó thì cái tài sản cổ phiếu nó sẽ rất dễ dàng mất giá. Thì người ta sẽ có xu hướng đầu tư nhiều hơn, phân bổ nhiều hơn, bỏ nhiều trứng hơn vào cái giỏ vàng và ngoại tệ như này để đảm bảo rằng là cái nguồn thu nhập của mình không mất đi. Vâng. Có nghĩa rằng là không để cái giỏ này nó bị vỡ. Rất là thú vị, một câu chuyện rất là thú vị. Thưa anh, vậy thì việc chúng ta phân bổ tài sản như thế nào thì cũng đòi hỏi phải có những kỹ năng chuyên môn như anh vừa nói. Chắc chắn rồi. Và ở phần sau của chương trình, rất mong anh lại có thể tiếp tục mang tới những cái nhìn cụ thể hơn để những khán giả, những người như Minh Hà chẳng hạn, là sẽ biết cách quản lý thu nhập của mình tốt hơn để từ đó tạo ra nhiều lợi tức hơn. Và phân bổ tài sản cũng như rất nhiều những câu chuyện liên quan tới thu nhập của chúng ta sẽ trở lại ở phần sau. Tiếp tục đến với câu hỏi làm thế nào để tiền sinh ra tiền.